Chào mừng quý bà con nông dân. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một sản phẩm phân bón, đó chính là phân bón Lân 86 với các thành phần chung vi lượng cùng axit amin thiết yếu hỗ trợ cây trồng phát triển mạnh mẽ. Sản phẩm đậu trái tối đa giúp tăng cường khả năng ra hoa và đậu trái, đảm bảo sản lượng cao cho cây trồng. Chuyên dùng trong giai đoạn tạo mầm hoa, hỗ trợ cây phân hóa mầm hoa một cách nhanh chóng, tạo ra nhiều mầm hoa hơn, giúp nông dân có thể điều chỉnh thời gian ra hoa theo ý muốn, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Kích thích sự phát triển của mầm hoa, giúp cây ra hoa đồng loạt. Đối với cây ăn trái, để tạo mầm hoa, ta pha 30g phân bón cho 16 lít nước. Bà con nào quan tâm và muốn mua, có thể liên hệ theo số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập theo website kỹsưhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm nhé.